Chào tất cả các bạn, hôm nay tới với cuộc thi người đồng hành tài năng. Mình không nói quá nhiều về những cái tính năng mới hay là cấu hình của Samsung Galaxy Note 8, mà thay vào đó mình muốn nói nhiều về một khía cạnh khác, đó là Samsung Galaxy Note 8 hoàn toàn có thể thay thế được cho ngoại hình của bản thân mình. Thì tại sao Galaxy Note 8 có thể thay thế cho bạn cho ngoại hình của bản thân mình được? Thì mình và các bạn sẽ cùng xem thử nhé. Mình sẽ đi xin số điện thoại của hai cô gái, lúc mình để thử xem phản ứng của mình nếu như có cầm Galaxy Note 8 và không có cầm Galaxy Note 8 thì sẽ khác như thế, thì sẽ khác nhau như thế nào. Rồi các bạn đi cho mình nhé. Vậy nhá. Ok. Thì vậy thì nếu như một chàng trai giống như mình tới gần tiếp cận và làm quen muốn xin số điện thoại với bạn á, thì bạn có đồng ý không? Ví dụ như vậy. Không liên lạc với thì bạn có đồng ý. Nghĩa là tùy vào cách nói chuyện của người đó là cho mình cảm thấy thu hút thì mình sẽ đồng ý. Vậy thì cũng một chàng trai trống giống như mình nhưng mà cầm trên tay một chiếc Galaxy Note 8 để tiếp cận và làm quen xin số điện thoại bạn, bạn có đồng ý không? Nghĩa là đồng ý. Rồi ok, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Ok, như các bạn đã thấy thì một chiếc điện thoại tầm trung hoàn toàn có thể làm được những gì mà một chiếc Note 8 có thể làm được. Vậy thì tại sao người dùng lại phải chọn Galaxy Note 8 thay vì một chiếc điện thoại nào đó khác? Đó là bởi vì những điều làm cho thành công lớn nhất của Galaxy Note 8 không phải là những tính năng hay là cấu hình của Galaxy Note 8, bởi vì Galaxy Note 8 là Galaxy Note 8 mà thôi. Chính cái thương hiệu và đẳng cấp của Galaxy Note 8 là sự thay thế hoàn hảo cho lời chào của bạn tới người đối diện trong lần đầu tiên gặp mặt. Rất cảm ơn Channel, bởi vì nếu như không có cuộc thi này thì không biết tới khi nào mình mới thực hiện được video đầu tiên trong cái quá trình thực hiện ước mơ trở thành YouTuber của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.